Ê, chiều hai đứa mình đi ăn lẩu nha. Yên, chiều hai đứa mình đi bơi nha. Yên, Tôi chết rồi. cái gì? Điện thoại hết tiền, vẫn Trời, chưa kịp nạp anh ạ. điện thoại hết tiền mà làm gì chết dữ vậy? Mà điện cho ai? Em định gọi điện cho bà chị anh ạ. Trời ơi, lấy thồ bàn gì điện? Tao bè tê thì lấy thoại anh nè. Còn 600-700 ngàn điện hết không đi? Anh tốt bụng thế, cho em xin một cuộc nhá. 10 cuộc cũng được. Từ từ nói chuyện đừng gấp. Không tìm thấy ở danh bạ nhỉ. Mà em tìm số ai? Em định gọi ship. Hôm qua xem trên mạng thấy cái váy đẹp rẻ phết anh ạ. Trời trời, hàng trên mạng là em coi chừng đó nghe. Nó lừa gạt không đó, hàng trôi nổi không đó. Sao anh kinh nghiệm thế? Chắc là mua trên mạng nhiều rồi chứ gì. Trời ơi, em mua tan nát trên mạng hết rồi. Hàng nó là không có gõ nguồn gốc đâu. Trời ơi, là trời nó lường gạt không đó. Như nào nhỉ? Lừa gạt á? Đây nè, anh nói cho em nghe. Nó PR đó là nó PR rất đẹp. Nó làm là ánh sáng hay là màu mè rất là long lanh lóng lánh mà mua về xài không có được. Nghe anh nói thế cũng kinh nhỉ. Thế thì thôi, mình đi ra shop mua cho lành anh ạ. Chiều tan ca, hai đứa mình đi shopping. Hẹn. Cảm ơn anh. Thao tác xong rồi anh nhé. Anh test lại thử xem đã thông chưa ạ? Dạ. Anh nói sao ạ? Vậy thì chắc chắn là nó nhờ người kiểm tra rồi. Như thế hóa ra lại hay. Thằng Triều cũng nhận định giống tôi. Nó bảo sao? Nó nói bọn kia đang nhờ thằng Tuất kiểm tra xem động tĩnh của mình như thế nào. Đúng là nuôi ong tay áo. Không tống cổ thằng này đi ấy, là hỏng việc có ngày. Anh bớt giận. Lúc này mà điều chuyển nó đi đơn vị khác thì mới là hỏng chuyện.